người ạ. Các bạn bắt tay nhau đi nào. Vâng ạ, bạn trai nữa. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta đứng ra đằng sau sân khấu đi ạ. Đứng ạ, đằng sau ạ. Các bạn đứng thành một hàng ngang nào, các bạn đứng thành một hàng ngang. Và chúng ta thống nhất là chạy theo chiều kim đồng hồ được không ạ? Vâng, chiều kim đồng hồ là như thế này. Và bây giờ trước khi bắt đầu trò chơi, chúng ta thử một lần nhé. Thử một lần nhé, trên nền nhạc bùng bùng bang bang. À, khi nào nhạc dừng hẳn thì chúng ta mới bắt đầu tranh ghế. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị chưa ạ? Âm nhạc đã chuẩn bị rồi ạ. Áo của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, cờ đỏ sao vàng. Lần sau, bây giờ là lần này là lần thử đúng không ạ? Lần sau phải tập trung vào nhá, nhớ nhá. Các bạn đã hiểu chưa ạ? Và bây giờ chúng ta chơi thật luôn. Vâng ạ, xin mời các bạn về vị trí ạ. Chú âm thanh gợi ý cho tất cả các bạn của chúng ta để ý tiếng âm thanh nhỏ dần và khi nào tắt hẳn thì chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Đó là nhỏ dần sẽ là cái sự chuẩn bị của tất cả mọi người của chúng ta. Nhớ là nhạc phải tắt hẳn mới được rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng đầu tiên, đó là trò chơi tranh ghế. Và quý vị ơi, hãy cùng cổ vũ cho các bạn yêu của chúng ta đi nào. Bắt đầu. Con có buồn không? Con không. À đúng rồi, không việc gì phải buồn đúng không? Thua keo này ta bày keo khác được không con? Và bây giờ thì mấy con đứng sang bên cạnh đây để cùng xem các bạn cùng chơi. Không sao cả đúng không? Con cứ đứng ở đây trên sân khấu này đi ạ. Bây giờ năm bạn của chúng ta ơi, chúng ta chỉ còn một cái ghế thôi ạ. Và bạn xin mời các bạn về vị trí của mình đi ạ. Bốn cái ghế thôi ạ. Các bạn đứng thành một vòng tròn đi ạ. Để chúng ta bắt đầu ạ. Ông bà nói rồi, ghế thì ít mà điếc thì nhiều. Vâng ạ. Đúng là quả là không sai đúng không ạ? Vâng ạ. Và bây giờ các bạn nhỏ chúng ta sẵn sàng với vòng tranh ghế thứ hai chưa? Ông nhà bắt đầu. Mình là đàn ông đúng không con? Đúng rồi, nhường cho bạn gái đúng không con? À nhưng dù sao thì chú cũng xin được chúc mừng con. Và bây giờ thì xin mời phần quà cho bạn nhỏ này ạ. Và xin mời con đứng ở đây nhá. Và phần quà của ban tổ chức của chúng ta. Và bây giờ bốn bạn nhỏ của chúng ta, ghế càng ngày càng ít đi phải không ạ? Bây giờ âm nhạc hãy dừng lại một chút ạ, âm nhạc hãy dừng lại một chút ạ.
Bây giờ nhá, nhạc mà chưa dừng, bạn nào ngồi xuống là bạn đấy bị loại, đồng ý không ạ? Tôi lại ông không loại, thẻ vàng thôi. Tôi là ông. Chơi nốt đi rồi đi vệ sinh sau. Ông có tè ra đây thì tôi vẫn chấp nhận không chơi. Đi đá dương thật dương thật dương. Thật dương đừng. Chúng ta nhóc nhóc bây giờ chúng ta nhóc nhóc bây giờ. Chúng ta nhóc nhóc bây giờ. Như này là dính thẻ vàng rồi đúng không ạ? Dính thẻ vàng rồi đấy. Dính thẻ vàng. Đồng chí kia căng thẳng quá mà tí thẻ ra quần luôn. Không biết là đâu rồi. Độc thần chú nhất là hôm nay sẽ là quán quân. Ok chưa? Ok chưa? Ok rồi, đã chơi. Bây giờ là vòng chơi thứ 3. Trò chơi thay ghế. Âm nhạc bắt đầu. Vỗ tay đi quý vị ơi, cổ vũ cho các con ra đi nhá. Bốn người dính thẻ vàng luôn rồi. Có hai chị em tên cô cha là tâm cảm từ cô âu thơ lắm đã mơ về hai con tay mẹ chưa nhạc thôi xin ngắt luôn. Sẽ là thoát về hơi âm em sinh ra trong gia đình vô tâm thương mình thương thay cho thân phận đời cô. Vụ này khó thử. Từ từ. Bây giờ bạn nào ngồi nhiều hơn nhất ạ? Bạn nào ngồi nhiều hơn hết ạ? Tranh giành nhau rất là quyết liệt. Rất là quyết liệt. Các bạn đứng lên đây, các bạn đứng lên đây, chú sẽ phân xử vụ này cho. Các bạn đứng lên. Mời trong này đi lên sân khấu ạ. Các bạn đứng. Không cần cãi trọng tài. Bây giờ các bạn đứng ra đây một hàng ngang đứng ra đây thì đối diện xuống khán giả. Chú quy định luôn lần sau bạn nào ngồi nhiều ghế hơn thì bạn đó sẽ giành phần thắng, được chưa? Nhớ chưa? Bà đã ngồi rồi thì không dùng cùi chỏ, không phải không xô nhau, được không ạ? Lỡ ngã gãy chân gãy tay thì sao, được không ạ? Vòng này coi như chúng ta xí xóa, chúng ta bắt đầu lại với vòng thứ 3, được không ạ? Đồng ý không ạ? Ok. Và xin mời âm nhạc bắt đầu. Chú thực sự là chú chia buồn với con. Nhưng không sao phải không ạ? Mình là đàn ông đúng không? Ok không? Okay. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu, đúng không ạ? Thua nghèo này là phải đấu khác. Lần sau có cơ hội chúng ta sẽ chơi tốt hơn, được không ạ? Và bây giờ thì xin mời con nhận phần quà của chương trình. Ông này ông may mắn cực kỳ luôn đấy. Cười đi nào. Sau khi giải quyết vấn đề nội bộ xong thì ông thông suốt lắm rồi.
Và bây giờ ba bạn nhỏ của chúng ta chú lấy bước đi một cái ghế. Chúng ta hãy để ghế ở thế này. Quy định của chúng ta là không chạm vào hiện vật được không ạ? Không sờ tay vào ghế được không ạ? Và bước ra, rồi bước thẳng xa ra. Như thế. Rồi. Chúng ta sẽ lại vòng này được không ạ? Âm nhạc bắt đầu. Đứng xa ra, đứng xa ghế ra. Âm nhạc chưa? Lần này bạn phục chưa? Lần này bạn phục chưa? À, phục sắc đất luôn thế đúng không ạ? À, dù sao thì quý vị ơi, anh dành cho bạn nhỏ này một tràng pháo tay đi ạ. Rất là kiên cường và một phần quà đến từ ban tổ chức chương trình của chúng ta. Chúc mừng hai bạn gái của chúng ta. Tao giống nhau thế. Tuyệt vời luôn, bắt tay hai chị em nhé. Ai là chị, ai là em? Tuyệt vời quá, xin được chúc mừng gia đình của chúng ta. Nhưng dù sao thì luật chơi vẫn phải công bằng đúng không ạ? Dù chị hay là em thì chúng ta đã tham dự trò chơi rồi thì chúng ta phải quyết tâm đúng không ạ? Vâng ạ, xin mời các bạn đứng dậy đi ạ. Đó là chị đúng không? Thế nên anh em mà chị nhường em mà đúng không ạ? Nhưng dù sao thì chúng ta sẽ cùng chúc mừng cho hai chị em ạ. Đã rất là xuất sắc, xin mời chị cùng đứng lên như này. Tất cả quý vị khán giả thân mến, chúng ta đã cùng đến với trò chơi đầu tiên, đó là trò chơi tranh đế và rất là xuất sắc cho hai chị em của chúng ta. Hai chị em đã vào vòng chung kết và rất là tuyệt vời. Đây là một trò chơi có thể nói rằng là kỹ năng sống của các bé ngày càng hoàn thiện hơn nữa. Bởi trong cái cuộc sống hiện đại thì càng ngày càng có nhiều những vấn đề mà bố mẹ phải lo cho các em. Và ngày hôm nay trò chơi này thì chúng tôi dành tặng cho các em. Một tràng pháo tay chúng ta dành tặng cho hai em đi ạ. Và xin mời phần quà của ban tổ chức chương trình của chúng ta. Vâng ạ, hai người đoạt giải nhất giải nhì thì chúng ta có quyền chọn phần quà của mình. Nhanh lên! Vâng, một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn. Và các bạn ngồi xuống anh chị ơi, chúng ta vui lòng ngồi xuống đi ạ, chúng ta ngồi xuống.